con ông này. Nói chung là cao này ăn nó ái mày nè. Mai mốt thất nghiệp hết mùa ông rồi, về Bến Tre xin làm việc nạo nạo dừa. Ông này đang nói chuyện cứ bồ hoài. Ngồi xuống cả nhà ơi. Cao xuống à. Giờ thấy không? Thắng lại. Điệp xin gửi lời chào cô chú anh chị các bạn nha. Điệp xin gửi lời chào các anh em đồng nghiệp và fan của Điệp nha. Hôm nay Điệp đi lấy mật ong gừng. Thì Điệp nhận cú điện thoại ở Gạch Gòi á, thì anh Kiệt anh có điện thoại cho Điệp là nghe nói tổ ong đóng ở trên cái cây còng á bự lắm. Thì Điệp đến đó nếu leo được thì Điệp leo, còn Điệp leo không được thì Điệp sử dụng về móng. Cái tay của Điệp cũng vẫn chưa hết cô chú anh chị ơi. Nói chung là còn đau lắm. Thì trong thời gian qua Điệp thành thật cảm ơn cô dì chú bác anh chị đã bỏ thời gian quý báu để xem clip của Điệp. Thì Điệp cũng rất tôn trọng cô chú anh chị và các bạn. Thì cũng Điệp cũng nhận nhiều khi một video vậy có thể là từ 100 ngoài, có 200 ngoài, 300 ngoài tin nhắn. Mà Điệp lúc nào cũng vậy chứ, Điệp không có thả tim cho cô chú anh chị. Là Điệp rất tôn trọng cô chú anh chị. Tại vì cô chú anh chị đã bỏ thời gian quý báu ra để xem clip của Điệp. Thì Điệp thả tim, Điệp để lại một like cho cô chú anh chị. Và Điệp phản hồi luôn. Đó là Điệp tôn trọng. Chứ cô chú hỏi rồi Điệp ơi hôm nay đi lấy ông ở đường nào, hay là chấm lương bán làm sao, mà ông gừng bán làm sao, mở chăn bán làm sao, hay là cuộc sống của Điệp ra sao, thì Điệp sẽ phản hồi đi lại. Điệp cũng tâm sự về cuộc sống của Điệp. Đó là Điệp tôn trọng. Tại vì cô chú đã bỏ thời gian quý báu xem clip của Điệp thì Điệp phải lúc nào cũng yêu thương quý mến của cô chú anh chị. Hiện hồi Điệp sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng trải nghiệm đi lấy mỏng gừng với Điệp. Thì trong thời gian qua là Điệp cũng nói sự thật hết, là Điệp trong cuộc sống làm sao thì Điệp chia sẻ vậy. Tại Điệp sống ở miệt vườn, đây là nhà của Điệp là ở miệt vườn nha cô chú anh chị. Đó là Điệp rất là, nói chung là Điệp thành thật lắm. Điệp sống sao là Điệp chia sẻ hết vậy. Thì cũng cùng đồng hành với Điệp là cũng một chiếc xe. Và đây chiếc xe của Điệp này nha cô chú anh chị. Đây đó, thì cũng cùng đồng hành với Điệp là cũng một cái chiếc xe đó với cái, ở đây là cái nón với cái bị đây. Cái nón với cái bị của Điệp đó là Điệp con hồi Điệp có để đồ nghề trong này, cũng như là dao rồi bà bọc cắt mật ong, nói chung là dân dân. Thì giờ Điệp mời cô chú anh chị cùng với Điệp cùng trải nghiệm nha. Khi nào tới tổ ong Điệp quay cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Rồi giờ Điệp mời cô chú anh chị đi đường này với Điệp xuống dưới đường Hậu Giang thuộc ở Gạch Gòi Cả Tắc nha. Giờ Điệp up video nghe cô chú anh chị. Điệp cũng mới tới chỗ nè cả nhà ơi. Dạ anh em ơi, thì cái này là vườn của người chị đó, chị kêu lấy tô ong này này chia đó. Chị này chị Minh à, của chị Minh đó. À, anh trai rồi nè. Điệp phát hiện trên này có tô ong ở trên này nè anh em ơi. Tô ong lớn lắm nha, khủng lắm lắm nha. Cái tay của Điệp còn đau nè. Điệp không có cầm được, nó hơi rung nha đó. Trên đó đó nó đóng cây còng nha anh em. Thì cây còng này nói chung là cũng bự lắm, mà trời mưa này leo chứ không được, nó hơi trơn. Điệp có leo sử dụng về móng được thì sử dụng về móng, còn anh kia là anh Kiệt đó. Kiệt điện thoại cho Điệp á, Điệp đi vô đó. Quá trời luôn cái còng nè, nó cao kìa, hết biết luôn anh em ơi. Cái còng cao hết biết luôn, khoảng tầm giá mười mấy mét à. Còn đóng cái chân chỗ dốc cái đọt cao luôn đó, chỗ đó có cây cao đóng chân đó luôn đó. Hết biết luôn. Rồi giờ Điệp xử lý rồi xong rồi Điệp quay ra cái nhà xem nha. Ông Miễu ơi, Nam Mô Phật Phù Hộ Độ, con đeo được thằng bùm số gió ông Miễu ơi. Rồi cho ông chán cái nè. Rồi giờ Điệp lên cả nhà ơi. Giờ để cái đôi dép ở chỗ này đi, hồi Điệp xuống đường các cây cao, giờ Điệp lên thì lên đường các cây còng. Điệp đi bằng đôi giày móng đó nghe anh em.
Cây cong này nó cũng cao lắm mà. Cũng có cái chấn cong nữa. Cao lắm, tụi ông đóng về đó kìa. Bự cho bá lửa luôn. Điệp lên tới đó điệp đốt đuốc trong cho ông nó đựng xuống. Ông Miễu ơi, phụ đội cho con được lấy tổ ông đi. Như nay điệp đi lấy mặt ông trong đất liền nha anh em. Hổm gài điệp đi lấy mặt ông ở ngoài cồn á. Ông nó hiền. Dùng cũng dây an toàn. Điệp sử dụng bằng cái đôi giày đinh nha. Thấy đau quá. Ghê quá. Lâu rồi không sử dụng cái đôi giày. Điệp không có dám đọc. Đạp mạnh sẽ ông xuống. Cây nó cong. Trong cho tụi ông đừng xuống. Xuống giấc này là chết luôn á. Vì chưa có đốt đuốc nè. Điệp leo lên cây có gì sơ sót mong cô chú anh chị thông cảm bỏ qua nha. Vì cái tay hơi Điệp hơi đau lắm. Nó hơi khó. Điệp lên thì bằng cây này hồi Điệp xuống đường cây cao. Tới rồi. Ây da. Điệp mở dây an toàn cái. Hết tiết tủ ong kìa. Ây da. Rồi cây. Cây gì nó cao má ơi. Tới tủ ong rồi cây nha. Hết tiết tủ ong. Tháo cái đồ giày ra cái anh em ơi. Tháo đồ giày ra. Tháo đồ giày ra cái Điệp leo lên đường này luôn. Ôm Điệp hãy lên đó luôn. Giờ Điệp lên nha anh em ơi. Thì Điệp mới tháo cái đồ giày đi ra rồi. Giờ tháo cái đôi giày giày ra, giờ Điệp lên. Bắt ở trong đất à. Ây da. Còn cũng dễ an toàn nữa cả nhà ơi. Quên nữa. Đã chảy rồi. Còn cũng dễ an toàn nữa. Lên anh em ơi. Tay đau, bây giờ trơn, má ơi, trơn. Ây da. Bắt tới tụi ông. Tụi ông à. Cũng hơi chua quá. Hơi cực ha cả nhà. Tụi ông cũng hơi lớn nha. Ông khủng mà. Ông này khủng thiệt chứ. Ủa làm thì giờ cả nhà ơi. Đau quá. Ủa tôm khủng. Hết biết con rồi. Nhà thấy không? Hết biết luôn rồi. Ông hết biết luôn. Rồi giờ Điệp lên nha anh em. Cháy. Lên. Ây da. Em nhờ Điệp leo cái cây hơi cao á. Thời gian không biết Điệp không biết nhiều.
Không có gì chú bác anh chị thông cảm nha. Hết biết tổ ong rồi. Nó chưa bay ra nữa anh em ơi. Hết biết tổ ong không? Ừ chà bá luôn. Giờ điệp hốt nha anh em ơi. Giá cho chồng cho nó có mặt đi. Giá cho trời đừng có gió nữa. Gió quá giữ gió không không được đó anh, đó anh, đó anh em. Hết biết tụi ông luôn. Về cái trống trống anh em ơi. Tôm già hết trơn rồi. Quá trời tôm già anh em ơi. Ô tôm nở hết trơn rồi. Nở hết trơn rồi anh em ơi. Con già. Con già hết trơn rồi. Chưa thấy cái đầu mặt nữa cả nhà ơi. Anh em ơi. Đâu rồi, khui hàng coi. Khui hàng coi. Khui hàng. Ôi ôi. Má ơi, dở kèo nữa rồi hết gì trời. Ôi ơi. Anh em cả nhà ơi. Ôi ui, dở kèo. Tháng này rõ ràng ổ còn vinh luôn cả nhà ơi. Tháng này tháng mưa dở mộng rồi nữa rồi cả nhà ơi. Buồn thiệt chứ. Ây da, không có mặt mà còn quýnh con nữa. Quýnh kim nữa trời. Vung tay nè. Ây da, tháng này mà thiệt tình á, nhà ơi nó buồn, buồn thiệt chứ. Lâu lâu được tổ ong khủng mà nó thất vọng thiệt á cả nhà. Cả nhà thấy á, độ cao mà lại cái mạo hiểm nữa, rồi gặp ong nữa, nó thiệt chứ đẹp đâu có muốn như vậy nữa đâu. Cuộc sống chán cơm manh áo bị sâu gõ gạn. Điệp muốn ở trong lên cho lên cho nó có mặt nè. Dài dài đây là có mặt hết nè cả nhà. Mà nó hút lại hết trơn luôn. Thiệt tình. Thiệt tình dở cả nhà ơi. Chị Điệp không không muốn như gì đâu. Nó gì đâu nghe anh em. Muốn cho lên cho nó có mặt để mà mình còn có thêm kinh phí cuộc sống trang trở. Lo cho mấy em và gia đình chứ. Thiệt tình cục mặt này mà nó không khô nói với cả nhà ha. Ít tạ cục mặt này khá bộn mà nha. Để cắt xuống cái cho cái chị chủ nhà đó chị nhìn cái hỏi chị cũng tiếc giống như Điệp thôi. Thiệt tình nó tiếc đó cả nhà. Tay đau nữa nè. Ây da, tay đau quá. Cũng bị khô rồi cả nhà ơi. Ui ui, cục mặt này mà nó không khô một cái á. Nói với cả nhà nghe, cục mặt này mà không khô một cái á, thứ gì mà chịu nổi nè. Thứ nào bằng thứ này. Cục mặt này cả nhà coi nè. Bự gì nè.
đó, bự nó lạnh luôn, bự chà bá lửa luôn. Mặt này nằm ở giá từ 2-3 lít đổ lên, mà giấc này không biết còn được giọt hai giọt mặt ở bên đây. Thôi trời, có đỡ không có chồng đỡ giá, giá cho xuống cho còn được cốc mặt ly cũng được nè, để cho các chị chủ nhà cho chị uống miếng, biết cái nguồn mật ong của đóng ở cây còng ở nhà mình. Nè chị ơi, chị ruột ơi, chị Minh ơi, nè chị ruột, quá trời luôn nè chị. Chị đừng có buồn giận nha, em còn buồn còn hơn chị nữa. Thiệt tình nó leo tới nay tới đây nó mệt, nó vừa cái độ mệt mà vừa độ nguy hiểm mà vừa cái ong nữa. Em không muốn gì đâu, biết sao giờ, thôi cả nhà ơi, xuống cả nhà ơi, chứ bây giờ thì cái nói với thiệt giờ buồn còn hơn con chuồn chuồn nữa. Thiệt chán còn hơn con gián nữa, chán cái cảnh tháng mưa mà đi lấy mật ong. Thiệt tình đó trời. Ôi sẵn đây chuyển sang cái nghề đi mua cao luôn, chơi luôn. Chuyển sang ngày đi mua cao luôn. Cao chỗ này còn ký cũng được mấy chục ngàn ạ. À. Buồn này là vừa ăn đi luôn rồi nè. Thử cắn thử à. Rõ ràng. Thấy không? Cả nhà nè. Đó, nó gì là vừa ăn nè. Nó ngọt ngọt lắm. Ngọt ngọt cả nha. Ngọt ngọt lắm. Im. Ngọt ngọt. Cả nhà biết làm sao không? Im ngọt ngọt. Tại vì ngày trước cách đây nhiều năm mà Điệp cũng đi mua cao mà. Điệp cũng từng đi mua cao này nè cả nha. Cũng nhiều năm mà Điệp đi mua cao này nè. Để Điệp thử một miếng coi cả nhà. Đây. Điệp thử một miếng cao coi. Hồi quýnh má nhìn không ra. Đẹp lắm, ngon lắm. Ăn này nó chát chát, nó sạch răng, sạch miệng. Mà cái hàm răng cái bằng nạo dừa kiểu này để hết sạch nổi rồi. Tôi đang nói chuyện con ông này nó bò vô đấy. Cái bằng nạo dừa này sạch gì nổi nữa. con ông này. Nói chung là cao này ăn nó ái vậy nè. Mai mốt thất nghiệp hết mùa ong rồi, về Bến Tre xin làm việc nạo dừa. Ông này đang nói chuyện cứ bò hoài. Ngồi xuống cả nhà ơi. Mãi Điệp ong nhóc nó hết trơn. Ông mà nó bay cái này. Này thấy không? Hết biết không? Tốt trời luôn bây giờ. Thôi xuống. Ở này linh tinh nên tao quạng hỏi quýnh ỉa không nổi thiệt á. Má nhìn không ra luôn á. Điệp thì mới nãy thì đi còn cục mật ong đâu rồi, cọng dây của Điệp bỏ này đâu mắc tiêu rồi ta. Đây. Ngày xưa Điệp đi mua cao đó cả nhà. Nè, Điệp dùng bằng cái này là Điệp leo cao nha, cách đây khoảng 4-5 năm về trước nha. Điệp đi mua cao cũng 4-5 năm rồi đó. Đó, Điệp dùng bằng cái này nè, cái này là cái võng á. Cái võng đưa đó, Điệp dùng bằng cái võng này nè, cắt ra đó. À, giờ xuống nè. Điệp xuống bằng cây cao nha anh em. Nãy lên bằng cây còng, giờ xuống bằng cái cây cao. Cao lắm nha, đúng là cây cao mà. Có khi nào cái cây cao mà nó thấp đâu. Hết cháy luôn. Rồi xuống luôn cả nhà ơi. Xuống bằng cái này luôn. Đây. Ngày xưa là Điệp là như vậy nè. Đó, gì nè. Cặp đi vô cái cao nè. Đó, cái giỏ mình ôm tròn vô cái cao xuống à. Giờ thấy không? Thắng lại nè, nó thắng lại đó. Xuống mau lắm. Đó, xuống nè. Thấy không? Xuống tới đất rồi. Giục luôn. Xuống rồi cả nhà ơi. Lên thì nó lâu lắm, xuống thì nó mau như bà tít tụi ta.
dĩ nè, nhọn ong nè, lấy vô cho cái chị chủ nhà đó chị nhìn cho chị biết, chị chưa biết ông gừng với ông nhà nhọn ong. Bây giờ quá trời luôn, ôi cái cây nó cao. Điệp up video đi rồi vô tới ở trong nhà quay thành quả cái cả nhà. Vô luôn rồi hả, nó khô tháng tháng mưa. Chị đó chị tên gì anh? Chị Minh hả? Minh. Chị Minh ơi, chị Minh ơi, cũng cũng được khoảng 3-4 lít à chị, được 3-4 lít mặt à. Đâu chị đâu vậy? Chị Minh, chị Minh ơi, được 3-4 lít. Đừng cục quá lớn hả? Ờ này cầm đi. Coi chú lấy cái gì? Nè cầm đi vậy chứ con có em có ở đâu mà lấy gì? Trời ơi trời, thôi trời đất ơi trời. Thôi em tặng đi luôn. Nó khô gan khô khóc rồi không có mặt đâu. Nó vậy đó. Sao vậy? Cái này được nhiêu, được 1 ly hả Minh? Kiếm nó ở dưới chót này không hay gì đây nè. Cho ông mất cần khổ cho đây có trời gì đâu. Nó cho chú này cực khổ quá. Chị ơi chị cho em cho chị thêm cái này nè chứ em. Em trời ơi em lâu lấy rồi nè. Lấy cái đó làm gì? Này giờ anh thấy nấu cháo. Trời ơi thôi. Chết luôn. Vậy thôi đây có ăn cái vụ đó. Vì bỏ ha. Ừ. Thôi Điệp xin gửi lại chúc cô dì chú bác anh chị á xem clip của Điệp luôn luôn giả và hài và hạnh phúc yêu yêu thương nha nha cả nhà ơi. Giờ thì Điệp cũng nói lời chia tay. Hẹn cô dì chú bác anh chị những clip tiếp theo nha. Bây giờ Điệp bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Rồi Điệp bóp video nha.